Xin chào con. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các bài giảng ở trong khóa học toán nền tảng và mở rộng lớp 8 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần luyện tập, cái bài tập ở trong cái phần nhân đa thức và đa thức. Ở đây thì thầy sẽ giải các bài tập 7, 8, 9 ở trang 8 sẽ qua toàn đáp tập 1 của chúng ta nhé. Vậy thì bây giờ bài số 7 của chúng ta nào. Bài số 7 chúng ta làm tính nhân. Ở đây câu A là x mũ 2 cho đi 2 x cộng 1 nhé, nhân với x trừ 1 đâm bằng này, x nhân với x mũ 2 trừ 2 x cộng 1 trừ đi 1 nhân với x mũ 2 trừ đi 2 x cộng 1, được chưa nào? Ở đây thì nhân luôn, x nhân x thì bằng x mũ x nhân x bình thì bằng x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 được không? Cộng x trừ đi x mũ 2 cộng với 2 x trừ 1, được chưa nào? Vậy thì nó bằng này, x mũ 3 trừ đi 3 x mũ 2 cộng 3 x trừ 1, đúng chưa? Đấy. Bây giờ câu B của chúng ta nào, câu B thì viết ở bên này luôn nào, x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng với x trừ 1 nhân với lại là 5 trừ x, được chưa nào? Vậy thì lúc này nó sẽ bằng như sau, nó sẽ là bằng 5 nhân với x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng x trừ 1 trừ đi x nhân với x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng x trừ 1, được chưa nào? Vậy thì nó bằng này, 5 x mũ 3 trừ đi 10 x mũ 2, được chưa, cộng với 5 x trừ đi 5 trừ đi x mũ 4, được chưa nào? Trừ x mũ 4 cộng với 2 x mũ 3, được chưa nào? Trừ đi x mũ 2 cộng với x nhá. Vậy thì nó bằng là như sau này, x mũ 4 là trừ mũ 4 này, anh này mũ 3, mũ 3 là bằng 7 x mũ 3 cộng 7 mũ 3, được chưa nào? X mũ 2 trừ 10 trừ 1 thì bằng trừ 11 x mũ 2, được chưa? 5 x cộng x là bằng 6 x. Ở đây là trừ 5, 6 x chúng ta sẽ là trừ đi 5. Đấy, thì đây là kết quả của việc là x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng với x trừ 1 nhân với 5 trừ x. Và bây giờ ta đã có được đó là như sau, ta có được đó là người ta hỏi rằng là từ câu B thì hãy suy ra kết quả phép nhân x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng x trừ 1 nhân với lại là x trừ 5, được chưa? Thì nó sẽ bằng trừ của cái gì? Bằng trừ của x mũ 3 trừ đi 2 x mũ 2 cộng x trừ 1 nhân với lại là 5 trừ x, đúng nào? Nó bằng trừ của này, ở trong này là nó sẽ trừ x mũ 4, đúng không ạ? Cộng với 7 x mũ 3 trừ 11 x mũ 2 cộng 6 x trừ 5, được chưa nào? Vậy thì ở đây nó sẽ là bằng này, x mũ 4 trừ 7 x mũ 3, được chưa? Cộng với 11 x mũ 2 cộng với 11 x mũ 2 trừ đi 6 x, được chưa? Cộng với 5. Đấy, thì đây chính là cái kết quả của chúng ta, được chưa nào? Vậy là bài 7 chúng ta đã giải quyết xong rồi. Ok, các con trình bày vào đi để chúng ta sẽ giải quyết bài số 8 và bài số 9 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 8 của chúng ta nào. Làm tính nhân nào, câu A là x mũ 2 y mũ 2 trừ 1 phần 2 x y cộng với 2 y nhân với x trừ 2y, được chưa nào? Vậy thì nó sẽ là bằng x nhân với x bình, y bình trừ 1 phần 2 xy cộng với 2y trừ đi 2y nhân với bao nhiêu? X bình y bình trừ 1 phần 2 xy, được chưa? Cộng với 2y. Vậy thì nó sẽ là bằng như sau, x mũ 3 y mũ 2 trừ đi 1 phần 2 x bình y, được chưa, cộng với 2 y,
trừ đi 2 x mũ 2 y mũ 3 được chưa? Cộng với này 2 nhân 1 phần 2 là 1, được chưa? X y bình nhá. Ở đây nó sẽ là trừ đi 4 y bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sắp xếp theo số mũ giảm dần của x đi. Thì ở đây nó sẽ làm bằng này, x mũ 3 y mũ 2 được chưa? Ở đây là trừ 1 phần 2 x bình y trừ đi 2 x bình y mũ 3 được chưa? Ở đây cộng với 2 x y cộng với x y bình phương và trừ đi 4 y bình phương. Thì đó chính là cái kết quả của chúng ta. Câu B nào, câu B của chúng ta là x bình trừ đi x y cộng với y bình nhân với x cộng y, nó sẽ bằng như sau này. Ở đây nó chính là một cái hàm đẳng thức của chúng ta đây các bạn ạ. Nó sẽ bằng là x nhân với cái gì? Nhân với x bình trừ đi x y cộng với y bình cộng với y nhân với x bình trừ x y cộng với y bình nhá. Vậy thì nó sẽ là bằng x mũ 3 này trừ đi x bình y này cộng với x y bình này cộng với x bình y này, được chưa? Trừ đi x y bình và cộng y mũ 3. Vậy thì kết quả của chúng ta thì nó sẽ bằng x mũ 3 cộng y mũ 3. Thì đây chính là một hàm đẳng thức của chúng ta mà các con sẽ học ở trong bài tiếp theo, được chưa? Bài 8 đã xong, bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 9 nào. Điền kết quả của tin bảng này giá trị của biểu thức này. Biểu thức của chúng ta thầy gọi là biểu thức A bằng x trừ y nhân với x bình cộng với x y cộng với y bình, được chưa nào? Bây giờ thứ nhất là bao nhiêu? Thứ nhất của chúng ta là x bằng trừ 10, x bằng trừ 10 và y bằng bao nhiêu? Y bằng 2. Vậy thì ở trong cái bài này thì ta sẽ biến đổi như sau. Nó sẽ là bằng x nhân với x bình cộng với x y cộng với y bình, được chưa? Trừ đi y nhân với x bình phương cộng với x y cộng với y bình, được chưa? Vậy thì nó sẽ bằng như sau. Rồi các bạn xóa tạm thời xóa cái này đi. Vậy thì nó sẽ bằng này, x mũ 3 cộng với x bình y cộng với x y bình trừ x bình y trừ x y bình trừ y mũ 3. Vậy thì nó sẽ là bằng x mũ 3 trừ đi y mũ 3. Vậy là chúng ta đã rút gọn được cái biểu thức này, được chưa nào? Vậy thì bây giờ khi mà x bằng trừ 10, x bằng trừ 10 và y bằng 2 thì A của chúng ta nó sẽ là bằng bao nhiêu? Trừ 10 mũ 3 trừ đi 2 mũ 3 thì nó bằng trừ 1000, trừ 8 thì bằng trừ 1008. Tiếp theo là ta có cái gì? X bằng trừ 1 và y bằng 0. X bằng trừ 1, y bằng 0 thì ta sẽ có là A nó sẽ bằng bao nhiêu? X bằng trừ 1, y bằng 0 thì A của chúng ta nó sẽ là bằng trừ 1 mũ 3 trừ đi 0 mũ 3, tức là bằng trừ 1 nhé. Tiếp theo là x bằng 2, được chưa? X bằng 2 và y bằng trừ 1, được chưa? Thì lúc này ta sẽ có là A của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? A nó sẽ bằng là trừ 0,5, sau đó trừ bằng 2 thì là bằng 2 mũ 3, được chưa? 2 mũ 3 trừ đi trừ 1 mũ 3 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 8 trừ 1 là bằng trừ đi trừ 1 là bằng 9. Còn trường hợp tiếp theo là x bằng trừ 0,5 và y bằng 1,25 thì các bạn dùng máy tính bỏ túi để cho nó tính ra kết quả, nó giống như thế này, được chưa? Đấy, thì đó là ở cái phần bài tập ở trong trang 8 của chúng ta, thầy hướng dẫn cho các bạn thế nào. Ok, bài giảng của thầy tận trường đây, thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài giảng tiếp theo.